Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Mình lại tập 2. Mình giới thiệu các bạn, đây là một cái khu nhà nó cất, nó có 10 cái floor plan, có nghĩa là 10 cái nhà mẫu. Là mình vào đây mình phải cất đúng theo 10 cái nhà mẫu. Các bạn biết những cái khu như vậy, tụi developer đó, là mấy cái tụi mà tài phiệt, mấy cái tụi mà dân mà gọi là thứ dữ á, nó mua những miếng đất này, ngày xưa đất ruộng đất đồng mà mua rất là rẻ, xong về nó phân lô qua ra, nó đưa hạ tầng cơ sở lên. Các bạn biết đường, tất cả điện nước, điện thoại, đường xá đồ, nó phải tự làm hết. Và tụi này nó làm thì nó có kỹ sư, nó có đâu có đó bài bản, và nó xin phép, nó xin phép ông chính phủ địa phương thuộc về quận, thành phố cấp phép cho nó. Đấy, cấp phép cho nó thì nó vô đây nó xây nhà, rồi nó bắt đầu nó phân lô, nó bán. Mà các bạn biết nó cất nhà, tại vì đất nó mua rồi nó phải làm, tốn tiền lắm. Cái nhà cửa nó cất không đấy. Nó cất vậy đó, Mỹ nó cất bằng cây ra, cây xong rồi nó tô xi măng bên ngoài, nó đóng dán xong rồi nó đóng ít dán lắm, ván lắm, đóng vài miếng ván một cái mặt nào thôi, là bắt đầu nó dùng cái chicken wire, lưới mốt, rồi giấy dầu, rồi bắt đầu nó nện lên, rồi bên trong nó đóng drywall như này kia, rồi nó bán. Các bạn thấy một cái ngôi nhà này nhá, nhà này khoảng chừng ngàn rưỡi square foot à. Ngàn rưỡi square foot thì các bạn cứ chia ra một square foot, các bạn nhân chia ra một 3 foot á, thì nó là 1 mét. Một square foot á, thì 3 square foot á, thì nó bằng 3 square foot, có nghĩa là 3 foot vuông á, thì nó bằng một mét vuông. Các bạn cứ tính đây là nhà mẫu đi, các bạn thấy cái nhà mẫu có ngàn mấy square foot thôi, mà giá của nó bên đó, giá của nó đó là 450.000 đô. Nhưng mà vô mua xong rồi nó thêm mắm thêm muối, nó khôn lắm. Các bạn biết mấy này là nó móc tiền, nó làm cho nó marketing, nó làm cho người ta phái. Vô bắt đầu cái nó kêu upgrade, có nghĩa là thêm cái này thêm cái nọ, hay cái nhà bếp cây thông thì đổ lên những cây maple, hay là những cái loại cây xịn hơn, rồi nền nhà hay gì nó lót bằng cái miếng gọi là nhựa, thì nó sẽ lót bằng gạch men. Nhưng mà gạch men thì loại gạch nào nữa, ui thôi nó đủ thứ gạch men cả đấy. Các bạn thấy đó, một cái nhà vậy là 450.000 đô là giá bắt đầu nha, khởi điểm nha. Nhưng mà vô xong rồi lên cũng khoảng 500. Thì các bạn nếu mà tính ra 500 ngàn cho 10 tỷ đi, ở Việt Nam mua cái nhà 10 tỷ á, đẹp lộng lẫy. Tôi nói chuyện các bạn biết, mua một cái nhà mà 10 tỷ mà cất theo kiểu mà biệt thự mà vườn đó, chen ơi, lộng lẫy. Các bạn thấy đó, nó ở trong đây nó cất theo kiểu nó gọi là track home, có nghĩa là nhà ở đây mẫu nó đưa ra làm sao là cất y như vậy trong cái khu của nó, chứ không có được quyền mình cất, mình sửa, mình đòi mẫu theo cái ý thích của mình nha. Nó không phải là custom home, nó không phải như vậy. Đây là nhà gọi là track home trong cái khu community, là cái khu cộng đồng. Nhà cửa đó các bạn thấy nó đóng dán đó, đây bên này nè, nó đóng vậy xong rồi nó nện mốt chiếc kình quay, có nghĩa là mình lưới xong rồi bắt đầu nó đánh xi măng đấy, các bạn thấy không đấy, nó đánh xi măng chứ nó xây mà nhà gạch tường bê tông được kiểu Việt Nam tốn tiền lắm, nó rất là mắc, các bạn thấy không đấy, nó đó giấy dầu. Nhà bữa nay bên Mỹ bắt đầu nó khựng lại, tại vì kinh tế nó đang gặp khó khăn.
tiền lời nó tăng 6 chấm rồi. Các bạn thấy nhà giống mà nó có 10 mẫu thôi à. Bây giờ là bên này nó đóng mốt giấy dầu rồi bên trong đặng nó chống ẩm ướt mối mọt rồi đó, chống ẩm ướt đó. Các bạn thấy nó làm nhà kiểu nó mấy cái này chưa, nó chưa tô này chưa tô nó này gần tô rồi nè. Mà đa số những người làm về bên công trình nha, tôi nói cho các bạn nha, toàn là dân Mỹ Tây Cơ. Tại vì dân Mỹ Tây Cơ nó chịu khó lắm, nó chịu khó, bạn thấy không đó, cái nhà gì đó. Nên đây là nhà xong rồi nè, nó tô nhìn ngoài thì nó mẫu mã nó vậy đó. $450,000 là chỉ khởi đầu thôi nha, khởi điểm thôi. Chỉ là khởi điểm có nghĩa là anh vô rồi anh phải như tôi nói thế này thế nọ kia. Mấy cái khu ở ngoài này là cái vùng thị trấn, bên này ngoài này là thị trấn nhỏ, nó yên tĩnh lắm, ngoài đây nó rất là yên tĩnh. Đấy các bạn thấy, mà vô trong mấy khu này đó là mỗi một tháng mình phải đóng cái tiền phí lệ phí đó để đặng nó bảo dưỡng cái cộng đồng đó. khoảng trăm đô á, nó bảo dưỡng cái cộng đồng đấy. Còn này là đang đi về trong cái khu trong này, nhà các bạn thấy giống vậy đó. Bên đây tôi chỉ cho chị các bạn biết cái mé bên này, bên tay trái tôi đang lái xe đó, đây là cái góc ngã tư này đó, nhà custom home là gì, là những khu nhà này người ta mua đất một mẫu trở lên không, đất ai cũng phải một mẫu mới được cất, đất chia ra từ một mẫu trở lên mới được cất nhà. Đây là cái góc ngã tư bên này là nhà họ thuê kiến trúc sư, họ vẽ, họ thích cái kiểu mẫu sang trọng cỡ nào thì họ làm như vậy, cho nên mẫu ai cũng không giống ai hết trơn á. Đấy, đây là cái khu bên này. Đây, mà khu bên này á, đụng vô thì cũng khoảng bữa nay đụng vô cũng bật chịu. Cũng bật chịu. Tại vì nó kết tâm hôm mà. Thấy nó vậy đó. Tại đất ai cũng có mẫu. Đấy. Bên này gọi là custom home, nhà mình cất theo cái sở thích của mình, theo cái gì cái mình mong muốn, mình chỉ cần thuê kiến trúc sư rồi nộp xin phép với lại chính phủ quyền địa phương nó cấp phép cho xây. Thế còn bên này là nhà bên này là nó cất theo kiểu rồi track home, những cái model, những cái mẫu nhà nó giống nhau hết. Đây bên này, đây nhà giống nhau mà. Nó có cái khu cộng đồng của nó. Ở bên Mỹ này mà các bạn đi qua ngoại ô mà đi nhất là càng gần núi nhà lại càng mắc. Mỹ, ở Việt Nam á, người ta người nghèo người ta vô núi người ta ở bên Mỹ này nó lại ngược lại. Ta càng gần núi nhà càng mắc, càng lên đồi lên núi nhà mắc lắm. Mà nhà trên đó là toàn là custom home không? Nhà nó cất kiểu mẫu theo cái tùy theo cái khả năng của những cái người chủ đất, họ mua đất của họ thường thì một cả mẫu cho nên có người 5 mẫu, 2 mẫu rưỡi, 5 mẫu. Đây đất bên đây là từ một mẫu trở lên nữa, khu bên đây cũng custom home. Đây là cái khu bên đây là cái khu mà có người là xôi mình là khu chó đá gạn muối. Đấy lại bên đây là cái khu nhà bên còn lại mình. Đây. Đây cái khu này nó riêng biệt rồi. Chó ăn đá gan muối. cái thằng nghèo mà lại Minh nó vô đây nó ở. Đây bên đây là đất từ một mẫu trở lên nữa nè,
Nhà bên đây cất thì không ai giống ai luôn. Đấy. Đường xá đồ thì mình tự quản lý, tại vì khu đất bên này gọi là đất tư nhân mà. Chừng nào mà nhà đủ đông lên hết rồi đó thì mình mới gọi là đí cái đường này lên cho thằng chính phủ địa phương, nó mới làm lộ lên cho mình. Nhà thằng này là bác sĩ, thằng này nhà thằng này 5 mẫu. Đẹp ghê hồn không? Các bạn thấy không? Custom home mà. Đấy. Đây là bên đây nè. Đấy. Khu nhà bên này đó. Căn này nó mới để lên bán nè. Thằng này nó đang kêu bán 900.000 đô. Nhà nó mẫu mà nhà nó có 2.500 square foot à. Nhà bên đây lớn lắm, custom home mà không thằng nào giống nào hết. Nó cắt theo kiểu Spanish đó anh chị các bạn. Bên này nè, cái chị tiểu bang này nó cắt theo kiểu nhà ở cái vùng mà sa mạc của người Mỹ Tây Cơ đó. Nhìn cái nhà vui vui nó giống như cái thành đấy, đó là Santa Fe, mẫu này là mẫu Santa Fe, nhìn nó tiếu tiếu. Mấy cái mẫu này là Santa Fe. Đây, nhà này nè. Nhà này là nhà của Lợi Minh nè. Đấy, nhà này nè. Cổng cao kính tường nè. Đấy. Đó, nhà này nè. Mấy thằng mà nó chửi lại mình, nó nói mình trốn. Đấy. Cái nhà này, cái nhà mà cái thằng Lợi Minh mà cái thằng mà nghèo mà phải vô trong cái sa mạc cái nhà có cửa đó. Cái bà Khánh Nguyễn bà like bà chửi mình. Đấy. Đấy. Tằng đằng đằng tằng đằng đằng. 2.5. Say a command. Exit. Cái nhà mà phải chạy xe vòng nó mới tới cái chỗ đậu xe. Tường rào rồi khắp mọi nơi hết, tường trong tường ngoài. Đấy. Bây giờ người ta vô ra đây người ta ở đông rồi, tại tụi Mỹ nó thích ở ngoài đây yên tĩnh lắm anh chị coi. Rất là yên tĩnh. Đấy, mấy hông này, sân trước nè, sân sau nè. Tàn 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 tàn. Đấy. Chạy nhà mà chạy xe một vòng còn được á. Mình gắn hệ thống năng lượng mặt trời anh chị các bạn. Nhà có cái năng lượng mặt trời này mà mỗi tháng mình không phải trả khoảng 650 tiền điện á. Các bạn biết mình xài điện bây giờ mình chỉ trả tiền lệ phí thôi. Tháng đóng có 20 đô. Tại tiền lệ phí là cái thằng hãng điện nó lấy điện này nó bán lại rồi mình ban ngày nó trả xuống thì nó bán xuống. Ban đêm nó quay ngược đồng hồ lại. Cho nên mình phải trả tiền cái phục vụ của nó. Đấy, còn đây là cái giếng nước mà mình khoan. Nói không có giếng nước thì mình khoan, các bạn biết ở chỗ này nó cao, khoan 620 feet. Cho nên mình tự cung tự cầu được cấp hết. Điện thì mình xài năng lượng mặt trời, nước thì mình xài giếng.
Nhưng mà bây giờ mấy người ra sao này họ họ hết, nó hết cho phan rồi. Tại nhà đông quá rồi nó đâu cho phan nhiều. Phan bừa bãi nó cạn cái mạch điện mạch nước. Mấy chục năm về trước thì còn phan được. Than 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 than. Máy cài các bạn. Đâu có nổi. Phải có máy cài. Năm nhà đậu xe. Đấy. Người quăng đồ đạn cho tụi nó chửi chơi. À. Đấy. Ở đây là custom home mà. Đất ở đây là phải mẫu. Phải mới cất nhà được. Dưới mẫu không có cất nhà được. Rồi phía rồi chưa ngủ à, em gái. Bởi vì trên mạng này cứ từ từ rồi mình mới thấy được cái bộ mặt xã hội, cái con người ta, cái gì cũng vậy. Khi mà nó có chuyện rồi đó, mình mới hiểu được lòng người, biết đâu là anh em thật sự, chứ còn không thì khó lắm. Tôi nói chuyện các bạn biết, cái truyền thông mạng của người Việt của mình nan đề ngổn ngang, nó nan đề khủng khiếp lắm. Ê, Du Thiền mua năm chắc có mấy ngày mà mua gần cả trăm ngàn đô dục chơi vậy á. Tao bè mua 2-3 chiếc. Mình nổ. Tại tụi nó chửi mình ghét mình nổ. Thôi mình về tới nhà rồi. Nhà gì mà chạy từ nãy giờ mới xuống mới ngừng xe. Em đang ok. Tại thấy hỏi thăm mày đó mà. Đấy. Chắc phải bán chiếc Du Thuyền nhiều quá. Bây giờ mình về Việt Nam mình làm ăn rồi không có thời gian chơi giống như lúc trước. Chiếc Hummer này cũng đâu có chạy hoài đâu mà phải đóng bảo hiểm anh chị các bạn. Rồi đóng bảo hiểm, đóng thế, một năm gì đóng thế 500 mấy đô đó chứ. Tại vì xe bên Mỹ các bạn biết xe mà loại này là chính phủ nó đóng thế mắc. Nó uống xăng nhiều quá. nó hai cầu. 52 tháng chạy vài lần rồi. Để chơi vậy thôi, chứ mình định để làm đồ cổ. Tại giờ xe này là thành loại sưu tầm rồi. Chắc phải bán luôn. Chiếc này giờ bán cũng phải. Mình chạy ít mai lắm. Ít chạy lắm. Cái gà ma ra mình không có rảnh đi dọn dẹp thôi. Rồi không người ta cuốc, người ta muốn có cái chỗ để người ta ở thôi á. Mà người ta còn không có, còn mình cất coi nè. Không có gầm ma đà này mình cất 2000 mấy square foot á. Rồi không cái nhà đậu xe mình làm cái kho luôn. Hey Chucky boy. There my Chucky boy right there. How you son? There my boy. Tên gì hả? Phải làm cái chỗ mát cho nó ngủ. Cái chỗ nhà kho mình mua bán đồ rồi. Đấy. Khi mình ngồi đi lượm tiền bạc cặc chơi gì đó. Đấy, đấy vậy nè. Đi gì đó. Mình bỏ lên mạng mình bán. Bán tháng chứ 5-10 ngàn chơi gì đó. Đó, thấy không? Hả Chucky? Come in đây. Này cho này nó ở này là nó mát. Cái đâu mà con chó mà mình còn sợ nó nóng á. Cách bán chứ Du Thuyền này. Bây giờ mình về Việt Nam sống rồi.
một ghê không, cái này gọi là dream house. Nhà mình chơi to mà tắt nó là chi, chỉnh to là wifi không, tới nỗi mà cái bấm cửa cũng là wifi luôn. Này của thằng Google Nest thôi. My home. It's my real home right here. Nhà Mỹ phải có một cái tủ để đựng quần lông, đựng đồ ăn nha các bạn. Nó gọi là cái pantry. Pantry. Và nguyên cái tủ mình để đựng đồ ăn, mình chứa đồ kia mình làm gì, mình ăn uống, nấu đồ ăn rồi mình đi chợ lần cả tháng. Thôi mình hâm đồ mình ăn mới được đói bụng rồi. Hèn than cái này tôi khoái chọc mấy cái đáo mà nó chửi. Thì ta nói mà hút bụi phải có robot hút bụi, không có mấy ngày hút nó không hút bụi, mỗi lần mà hút bụi tay nó tiếng đồng hồ. Góc nào cũng có robot, máy robot đây góc luôn. Ngày cũng wifi. Mình làm sao lại tụt ở đây ta? Mình mấy robot nữa nha. Thôi mình gần lại đây. Khi nào Bích Liên vợ chồng con cái qua đây chơi ghé anh mần heo mần gà mần vịt nha. Ok thôi, bye bye.